Hôm nay hai chị em đi lễ nè. Em là em mà. Chị hai là éo là. Còn mami là gì éo là? Mommy là em à. Mami là em mà hả? Đây mới là em mà. Em là em mà. Con là éo là. Còn mami là gì? Mommy là em à. Còn daddy? Đây là Ben. Yeah! Quá giỏi, xuất sắc luôn. Chị hai đi lễ nè. Dẫn theo em ba nha. Em ba hôm nay mặc màu xanh nha, mặc đầm xanh, áo khoác màu trắng. Mommy, mẹ ơi. Hả? I'm not sick anymore. Con hôm nay con khỏe rồi, con hết hết bệnh rồi nè. Tí nữa con khoác cái áo lạnh này nha. Bên này bây giờ là mùa mùa thu rồi và mùa thu là lạnh rồi. Già thiệt. Mà không mặc cái áo đó thì nó cũng không có trẻ. Thương hai chị em quá đi. Em này tươi tắn quá đi. Đi thôi, let's go. Cưng hai chị em hết sức vậy đó. Em là ở cái này là cái gì đây? Sang tiếng Anh là cái gì? Màu này màu gì đây? Màu pink. Giỏi quá, màu pink tiếng Việt là gì? Màu pink là hồng. Đúng rồi, hôm nay em lại đi khám răng nè, được. Đây đây đây, há miệng ra coi, há miệng ra coi cái răng đẹp coi. Đẹp quá nè, răng trắng tươi luôn. Hôm nay em lại giỏi lắm, đi clean răng không có khóc. Em là đang hát cái gì đó? I Son chứ không phải son. Em là nó gọng nè, nó ngọng dễ thương quá. Em là con đeo cái kiếng này á, con đâu có thấy đường con. Cẩn thận, nó trừng trọc vào mắt bây giờ. Thương con gái mẹ quá. Là em là có cặp mắt đẹp lắm nè. Lông mi dài lắm nha. Ấy từ từ, có trừng trọc vào mắt. Mà tội nghiệp phải đeo kiếng nè. Cái chồng á, nó còn dày á, nó còn lọt ra bên ngoài. Nó còn lọt ra bên ngoài á, cái gọng nữa nè. Dày ơi là dày luôn, tội nghiệp con. Người bình thường á thì để không vẫn thấy rõ nè. Đeo cái kiếng này chơi chơi được. Em là đeo này vô sao thấy đường hả con? Nó tối thui à. Con để ngược rồi, cái kiếng phải để ngược không? Hôm nay cuối tuần nè, lại gặp mà được ngày trời nắng đẹp nữa. Trời thì nó cũng lạnh lạnh nhưng mà nó có nắng nên nó cũng khá ấm, nó không lạnh lắm á. Nên là đi chơi á, khá là lý tưởng luôn. Hôm nay mình đang dẫn hai chị em đi cái farm gần nhà đó, Lin Villa. Cái farm mà có lúc thì mình gọi Lin Villa, có lúc thì mình gọi là Lin Voyager. Thường thì mình sẽ đến đây vào mùa xuân nè, mua cây. Rồi đến đây vào mùa thu, lúc mà lễ hội Halloween sắp đến á, vào cuối tháng 10, thường thì nó diễn ra 31 tháng 10 đó. Rồi một lần nữa là sẽ vào Christmas đó, là mình đến mình cưa cây thông. Thường thì mình chỉ đến đây 3 lần trong năm vào những cái ngày lễ đó. Hôm nay là lễ sắp tới lễ Halloween nên là người ta để pumpkin rất là nhiều luôn. Eo là đi coi pumpkin thì không có thích lắm đâu. Cô ấy chỉ thích coi mấy cái xương sẩu rồi ba cái con ma này kia đó, cô ấy thích lắm. Only one. Con chọn con nào đẹp nhất đó nha. This one. Okay.
khách quan. Yeah. Rồi đi thôi, bên này cũng có nhiều đồ Halloween này là. Wow, ở đây nữa này là ơi. Đây nè em là. Yeah, đây nè, đây nè, mấy cái con này nè. Đẹp không? Đó, coi chừng nó sắc lắm á con, coi chừng nó đứt tay nha, nhìn thôi. Mommy stop touch it. It's going to be broken. Yeah. Nếu là lại đấy mẹ, mẹ chụp hình cho một cô. Đứng vào đây mẹ chụp hình cho cô. Đứng đây, đứng vào đây, quay mặt ra mẹ quay, mẹ chụp hình cho cô. Đó, quay mặt Ella đây đây. Nhìn mẹ nè. Nhìn mẹ nè, nhìn mẹ nè, nhìn mẹ nè cười cho. Yeah. Đứng sát sát vào em này mẹ chụp hình cho. Đứng sát sát vào em. Wow. Quay cái mặt con này ra luôn. Ừ, con để tay vào em, con để tay vào em, con để tay vào em. Đứng sát cho em, đứng sát cho em. Làm nhiều kiểu mày chụp hình cho, nhìn đây, cười lên. Oh my God. Yeah, đây, đây nè. Yes. No. Dạ. Cái này mới rớt này. Mới vừa rớt xong. Đây chưa? Đi chơi vòng vòng ở trong farm á, xong thì mình sẽ đi ra ngoài, mình đi hái trái cây. Ở cái farm này thì nó có trái cây đầy đủ hết á, táo, đào, lê này kia. Tuy nhiên vào cái mùa này thì nó chỉ còn mỗi táo thôi. Mà táo cũng còn ít lắm, nói chung là nó cũng hết rồi, bây giờ chỉ còn giống kiểu đi mót á. Lâu lâu mới có được cây, còn được 2-3 trái à. Bình thường á, đi hái trái cây á, là mình không có phải mất tiền mua vé. Mình vô mình hái bao nhiêu rồi ra cân tính tiền bấy nhiêu. Nhưng mà hôm nay là họ tính tiền vé này các bạn, 10 đồng cho một người một vé. Còn cái thùng thì mình tính tiền riêng 40 đồng một thùng. Tuy nhiên mình thấy mắc quá nên mình không có mua. Thì họ cũng cho mình một cái túi nhỏ nhỏ bằng giấy, mình hái cũng được. Chủ yếu là cho em là hái cho nó vui mà.